Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, chiều 17 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương sớm triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện các chương trình đến nay đã được Chính phủ giao về các địa phương theo đúng quy định của luật ngân sách. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện 3 chương trình cũng còn những hạn chế bất cập. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương phân bổ chậm, việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia khó thực hiện. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Việc giao các tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là rất khó khăn, nhất là đối với tỉnh nghèo. Tối ngày 17 tháng 8, huyện Sìn Hồ đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng, công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang năm 2023. Hội diễn nghệ thuật quần chúng, công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang huyện Sìn Hồ năm 2023 có sự tham gia của gần 200 diễn viên là đoàn viên công đoàn và chiến sĩ lực lượng vũ trang của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng, đại diện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và thị trấn Sìn Hồ. Tham gia hội diễn, các đoàn mang đến các tiết mục ca múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, gương người tốt việc tốt, ca ngợi về ngành nghề, những nét đẹp văn hóa sâu bản sắc của mảnh đất và con người Sìn Hồ. Những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước phản ánh niềm tin của quần chúng nhân dân, công chức viên chức người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tối 17 tháng 8, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lai Châu đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho khách hàng tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7 năm 2023, khách hàng Nguyễn Văn Đức, tổ dân phố số 7, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, cảm thấy hiện tượng mệt và được đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Uyên để cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ chữa trị, đến 17 giờ 30 phút, anh Đức được xuất viện. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đức không may qua đời vì xuất huyết, không rõ nguyên nhân. Sau khi anh Đức tử vong, công ty bảo hiểm Nhân Thọ đã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cho khách hàng để gia đình nhận quyền lợi sớm nhất. Hai gói hợp đồng có tổng giá trị quyền lợi là hơn 200 triệu đồng. Ngày 7 tháng 8 năm 2023, công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã hỗ trợ kịp thời và gửi đến tài khoản của cháu Nguyễn Thị Nhàn, con gái của anh Đức, với số tiền là 150 triệu đồng. Tại lễ chi trả, công ty tiếp tục thanh toán số tiền còn lại tới gia đình khách hàng là hơn 60 triệu đồng. Số tiền không quá lớn song đã giúp giảm bớt khó khăn cho vợ con của khách hàng bảo hiểm. Đại diện công ty Bảo Việt Nhân Thọ cũng mong muốn gia đình khách hàng sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống, đồng thời khẳng định sẽ chăm sóc tốt nhất và bảo vệ tài chính gia đình toàn diện nhất cho khách hàng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lai Châu, qua theo dõi radar cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa, cảnh báo khả năng xuất hiện trong những giờ tới, vùng mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to ở các huyện Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là huyện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, lớp học tạm vẫn còn nhiều, nhưng để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023-2024 đạt kết quả cao, ngành giáo dục huyện Mường Tè đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh ở tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn. Năm học mới 2023-2024, toàn huyện Mường Tè có 36 đơn vị trường với 619 lớp học. Số học sinh của 3 cấp học là trên 15.000 học sinh. Trong đó cấp học mầm non hơn 190 nhóm lớp với trên 5.600 học sinh. Cấp tiểu học trên 200 lớp với khoảng gần 6.000 học sinh và cấp trung học cơ sở trên 200 lớp với trên 4.000 học sinh. Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập phục vụ cho năm học mới, huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cùng các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân, tập trung tu sửa các phòng học tạm đã xuống cấp,
xây mới một số phòng học tại các trường, các điểm trường còn thiếu. Nhờ vậy, cơ sở vật chất về trường lớp học cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Thực hiện theo kế hoạch và thời gian năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục Đào tạo, phòng đào tạo trong thời gian qua đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Tính đến thời điểm hiện tại, thì phòng đã chủ động rà soát cơ sở vật chất các điểm trường, từ điểm trường lẻ đến các điểm trường trung tâm. Thì đến nay thì cơ bản thì đã chuẩn bị xong về cơ sở vật chất phòng lớp học cho các đơn vị. Thứ hai, đã tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn trong dịp hè 2023. Trong năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Tè cũng xác định cần phải tiếp tục đổi mới công tác dạy và học, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là phải duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tập trung xây dựng hệ thống trường lớp đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã tổ chức bồi dưỡng hè cho 100% số giáo viên ở các bậc học bằng hình thức trực tuyến, chủ động cung cấp sách giáo khoa, vở viết và trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường vùng khó khăn. Còn tại các điểm trường thuận lợi cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Để thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè, thì đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn đã tổ chức chuẩn bị một số các nội dung để chuẩn bị cho năm học mới. Thứ nhất là cho đội ngũ cán bộ giáo viên của đơn vị nhà trường tập huấn bồi dưỡng chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, đến thời điểm này, huyện Mường Tè vẫn còn nhiều phòng lớp học tạm, tập trung chủ yếu tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Pa Ủ, Ca Lăng, Thổ Lũng, Pa Vệ Sủ. Đặc biệt là việc thiếu giáo viên cũng là một trong những khó khăn không nhỏ, ảnh hưởng tới công tác dạy và học trong các nhà trường. Thực hiện bố trí đội ngũ khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, thì chúng tôi cũng đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên là kết hợp dạy trực tiếp kết hợp với lại là trực tuyến đối với các điểm bản ở các điểm bản xa, để đảm bảo đủ số giáo viên dạy theo, đảm bảo đủ các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái thứ ba là hiện nay thì phòng cũng đã tuyển sinh xong số học sinh lớp 1 và lớp 6. Thì vừa qua chúng tôi đã tuyển sinh được 1.178 học sinh lớp 1 và 1.173 học sinh vào lớp 6, đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao đối với năm học 2023-2024. Bên cạnh những khó khăn trên, đối với vấn đề trường lớp học, để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, huyện cũng đã tiến hành xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình trường lớp học, nhà bán trú cho học sinh từ nguồn ngân sách của nhà nước và xã hội hóa, cũng như là sự ủng hộ của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh trên địa bàn trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ quan tâm thực hiện, triển khai đồng bộ. Ở kết quả, bộ mặt nông thôn đổi thay tích cực, đời sống nhân dân các dân tộc nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Đó là những kết quả từ sự lãnh đạo chỉ đạo đúng trúng, sự động viên khuyến khích kịp thời của Đảng bộ chính quyền xã Ma Quai trong những năm qua. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ đã tích cực khuyến khích, vận động nhân dân mở rộng diện tích thâm canh tăng vụ sản xuất, đưa giống cây con có năng suất cao, chất lượng tốt vào trồng trọt chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khâu chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai các mô hình trồng trọt chăn nuôi, hỗ trợ về giá giống, phân bón cho bà con nhân dân. Cấp ủy chính quyền xã còn chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể tăng cường tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện cho hội viên, đoàn viên, nông dân vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển về kinh tế, cải thiện đời sống. Trong thời gian qua thì trong bản đen chúng tôi thì cũng phát triển kinh tế chủ yếu là thuộc vào cái nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là phát triển thêm cũng như là trâu vò, đấy mới là đàn gà, thế thôi, không chả có gì mà hơn nữa. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Ma Quai gặp rất nhiều khó khăn, như một số thôn bản và người dân chưa có nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền vận động nhân dân chưa sâu rộng. Cùng với đó là đời sống kinh tế, thu nhập của nhân dân chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, chưa có nhiều mô hình phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thậm chí là khi có mô hình kinh tế mới thì việc áp dụng, nhân rộng cũng còn chậm. Vì vậy, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới của xã Ma Quai gặp nhiều hạn chế.
Đứng trước những khó khăn, Đảng bộ chính quyền xã đã rà soát lại quy hoạch, nắm thực trạng về mọi tiêu chí trên địa bàn, từ đó lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xác định các vùng sản xuất, các công trình hạ tầng cần đầu tư, sắp xếp lại dân cư và lĩnh vực môi trường. Đến nay, 9 trên 9 bản có đường đi lại thuận lợi, thực hiện được 10 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí mới xây dựng nông thôn mới. Ở bản thì cũng khi nào mà có cấp lãnh đạo ra tuyên truyền triển khai thì cũng phối hợp để triển khai với bà con để xây dựng nông thôn mới, thì cũng tuyên truyền vận động bà con, ví dụ như làm đường nông thôn mới thì cũng vận động bà con hỗ trợ đổ bê tông. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới thì sẽ cố gắng để thực hiện tốt những cái tiêu chí mà dễ làm thì sẽ thực hiện trước, mà tiêu chí nào khó thì sẽ dần dần là thực hiện sau. Phát huy những kết quả đạt được từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong xã sẽ sớm về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Trung Trải là xã biên giới có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi và sông suối, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vượt lên trên những thách thức khó khăn đó, Đảng bộ chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Đảng bộ chính quyền và cả hệ thống chính trị đã chủ động trong việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết, kết quả đời sống đại bộ phận nhân dân không ngừng nâng lên. An ninh nông thôn ổn định, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân duy trì đạt chuẩn quy định. Có nhiều chỉ tiêu đạt cao vượt so với nghị quyết như diện tích gieo trồng, trồng rừng, tổng đàn gia súc, hộ gia đình, cơ quan văn hóa, các chỉ tiêu lĩnh vực y tế giáo dục có 7 trên 12 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu thành phần đạt trên 90%, 2 chỉ tiêu thành phần đạt trên 60%. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Được nhà nước quan tâm đầu tư cho giống cây quế, hỗ trợ công chăm sóc cây nên gia đình chúng tôi đã mạnh dạn đăng ký trồng gần 2 hectare cây quế. Cùng với đó, tôi đã vận động những người xung quanh tham gia đăng ký trồng quế, hy vọng rằng cây quế sẽ phù hợp với đất Trung Trải và sẽ mang lại thu nhập cho bà con chúng tôi. Thế tại là chúng tôi cũng chỉ đạo của dân của mình là cũng chỉ là chia cho 30 hộ là chia cho 6 tổ. Là trong mùa mưa là phải đi theo khe, chỉ sợ những người khai thác gỗ. Phần thứ hai nữa là trong vòng tháng 2 vừa rồi, đầu tháng 2 năm 2021 này, là chúng tôi cũng cho đổi cho bà con là trên là 6 tủ là cũng lại lên đỉnh trên đấy. Cá chú trên đấy mà mỗi người trong 6 người đấy phải đi cá một tuần, thay nhau đi một tuần và cũng lại trong một tủ là đi một tuần, phải chăng? Ngoài biên giới của mình, chỉ sợ là những người Trung Quốc nó phải khai thác cho phía của Việt Nam mình. Là cũng cho cả tụ đội xung kích của mình và kênh theo cả dân quân tự vệ, cả công an viên, cả bí thư chiến bộ đi kiểm tra. Là cũng lại bảo vệ rừng của chúng ta từ năm 2018-2019, là năm 2017 đến giờ này thì cũng chả vấn đề cái gì cả, vấn ủ. Tuy nhiên đến nay, nhiều chỉ tiêu đạt thấp như phát triển đảng, công tác kết nạp đảng viên mới theo tinh thần nghị quyết đại hội, kết nạp 11 trên 30 đảng viên. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chưa đạt kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt 15 tiêu chí nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước giảm nghèo, sử dụng một số công trình phúc lợi sau đầu tư chưa hiệu quả. Một số kiến nghị của nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm. Học sinh nghỉ học không có lý do, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn ở mức cao, tảo hôn, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn xảy ra. Một số công dân trốn tránh việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Vấn đề dân tộc tôn giáo vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trên cơ sở đó, đòi hỏi Đảng bộ xã Trung Trải cần phải có sự cố gắng nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ còn lại với những giải pháp cụ thể. Đối với để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã đưa ra ấy, thì trước tiên là cũng sẽ tập trung giáo dục, tuyên truyền và bồi dưỡng các cái lý luận cho các cái quần chúng ưu tú để làm sao mà các cái lớp quần chúng ưu tú để nhận thức sâu sắc về đảng,
và để tham gia những cái lớp nhận thức về Đảng nó được đảm bảo theo kế hoạch. Và thứ hai nữa là cũng sẽ tuyên truyền về công tác là không sinh con thứ ba và vi phạm về chính sách dân số và kế hoạch cái vi phạm luật hôn nhân và gia đình đấy ạ. Thì Đảng ủy cũng sẽ tập trung tuyên truyền các cái nội dung đó. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung trồng rừng kinh tế, chăm sóc diện tích rừng quế đã trồng, bảo vệ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng, nâng độ che phủ lên trên 53%, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở các bản xa trung tâm, chất lượng khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 20%, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 4 đến 5%, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo ổn định an ninh nông thôn, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, không để hiện tượng di cư tự do ra vào địa bàn. Đảng bộ huyện Than Uyên có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ và 44 chi bộ cơ sở, 218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 190 chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn, 131 chi bộ bản khu dân cư, 35 chi bộ trường học, 12 chi bộ công an xã thị trấn, 12 chi bộ trạm y tế xã thị trấn và 28 chi bộ trực thuộc đảng bộ các cơ quan. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện lần thứ 18, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo các đảng ủy, tích cực đổi mới nội dung, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát triển những nhân tố tích cực để bồi dưỡng giới thiệu cho đảng, đồng thời giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng chi đảng bộ. Nhờ đó, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện Than Uyên đã kết nạp được 280 đảng viên, đạt 70% nghị quyết, từ đó tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong vụ xuân hè, toàn tỉnh đã thực hiện gieo trồng được trên 16.800 ha ngô, đến nay đã có gần 9.800 ha cho thu hoạch, năng suất ước đạt là 37,2 tạ một ha, giảm 0,8 tạ trên một ha so với kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 36.300 tấn. Nguyên nhân năng suất giảm là do thời tiết có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng của hơn 2.200 ha, tập trung ở giai đoạn gieo trồng đến 5 lá. Một số địa phương như là huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ đã thực hiện gieo trồng lại và chuyển sang trồng cây trồng khác được 527 ha. Tuy nhiên, trên địa bàn của toàn tỉnh đã có hơn 1.900 ha ngô xuân hè bị ảnh hưởng, thiệt hại về năng suất, trong đó bao gồm cả một số diện tích gieo trồng lại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở đất đã làm thiệt hại 5,1 ha ngô ở huyện Mường Tè và Than Uyên. Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 15.500 hộ gia đình vay vốn với tổng số tiền trên 971 tỷ đồng thông qua 415 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.